những ông chồng hoa ngữ sở hữu giao diện đào hoa nhưng lại trung thủy như nam chính ngôn tình cả đời chỉ yêu đúng một người lục nghị dính bảo lôi từ thời cắp sách đến trường miêu kiều vĩ yêu thích mỹ chân suốt hơn 40 năm vẫn chẳng đổi lòng trong làng giải trí lắm phồn hoa và cám dỗ có rất nhiều sao nam khiến khán giả thất vọng vì thói đa tình ham của lạ dẫu vậy vẫn có không ít sao nam giúp khán giả tin vào tình yêu đích thực khi cả đời chỉ yêu đúng một người chưa từng thay lòng đổi dạ ví họ là nam chính ngôn tình chẳng sai một chút nào đâu hầu trường vinh nghe cái tên hầu trường vinh thì chắc chẳng mấy ai nhận ra đâu nhỉ ông chính là bố của lưu diệc phi trong bộ phim câu chuyện hoa hồng đó thở còn trẻ hầu trường vinh còn được nhắm làm giả bảo ngọc của hồng lâu mộng nữ cơ đáng tiếc vì ông cao nhanh quá nên đạo diễn đành ngậm ngùi tìm người thay thế và để chàng soái ca này vào vai liễu tương liên cùng bắc tĩnh vương dù không thể làm nam chính của hồng lâu mộng nhưng nhờ nó mà hầu trường vinh làm quen với trần kiếm nguyệt nữ diễn viên vào vai hương lăng mặc lệnh cấm yêu của đạo diễn, họ vẫn âm thầm ở bên nhau rồi làm đám cưới mà chẳng ai hay biết đó. Tính đến nay, cặp đôi Hồng Lâu Mộng đã ở bên nhau hơn 40 năm rồi, lại còn khiến người ta ghen tị khi tận hưởng cuộc sống tứ thế đồng đường. Trần Bảo Quốc. Trần Bảo Quốc là diễn viên thực lực có tiếng của xứ Trung. Ông quen thuộc với nhiều khán giả thông qua vai bạch cảnh kỳ của danh gia vọng tộc. Trong giao diện có vẻ phong lưu và gia trưởng thế thôi, chứ ngoài đời Trần Bảo Quốc lại là người chồng hoàn mỹ trong lòng rất nhiều khán giả đó. Trần Bảo Quốc quen bà xã Triệu Khuê Nga khi cùng học trung lớp diễn xuất ở trường Trung Hí, rồi yêu bà sau một lần diễn kịch chung. Yêu nhau từ năm 74, nhưng mãi đến 8 năm sau đó, ông mới dám rước nàng về dinh sau khi lên ngôi thị đế Kim Ưng. Ừ. Tính đến nay, cặp đôi Trần Bảo Quốc và Triệu Khuê Nga đã yêu nhau được 50 năm, về chung nhà 42 năm rồi, và tình cảm của họ vẫn thắm thiết hệt như thời thanh niên. Lục Nghị Lục Nghị được khán giả chú ý nhờ ngoại hình điển trai thư sinh cùng tài nhập vai xuất sắc. Thở đỉnh cao nhan sắc, anh còn có phần lấn át Trần Khôn trong như sương như gió lại như mưa nữa cơ. Vừa đẹp vừa giỏi lại vừa giàu, Lục Nghị phải nói là hệt như nam chính ngôn tình khi cả đời chỉ yêu một người duy nhất là bà xã Bảo Lôi. Tương tự như đàn anh Trần Bảo Quốc, Lục Nghị cũng quen Bảo Lôi ở mái trường diễn xuất và chính thức hẹn hò họ khi học năm 2. Trong khi nhiều nam đồng nghiệp chọn sự nghiệp nên dùng rằng chuyện kết hôn thì Lục Nghị lại làm đám cưới với Bảo Lôi vào năm 2006 khi đang đứng ở đỉnh sự nghiệp. Kể từ đó đến nay, Lục Nghị gần như miễn nhiễm với các tin đồn tình ái cứ xong việc là lại về nhà giúp vợ chăm hai cô con gái. Miêu Kiều Vĩ Sở hữu giao diện đậm nét phong lưu đa tình, thế nên Miêu Kiều Vĩ ngày xưa cũng toàn được TVB giao vai na ná hình tượng, nếu không phải là dương khang của anh hùng xã điêu thì cũng là sở lưu hương. Ai mà có thể ngờ được, Miêu Kiều Vĩ cả đời chỉ yêu có một người là thích Mỹ Trân. Miêu Kiều Vĩ si tình thích Mỹ Trân từ năm 1981, ngay khoảnh khắc chạm mặt đầu tiên. Tuy nhiên, tình yêu thở ban đầu của họ chẳng hề suôn sẻ đâu, thậm chí họ còn từng chia tay vì tính cách bất đồng đó sau cùng miêu kiều vĩ quyết theo đuổi thích mỹ chân lại còn tự hứa với lòng sẽ nhường nhịn cô suốt đời nói là làm sau khi về chung nhà vào năm 1990 đến nay miêu kiều vĩ thành ông chồng sợ vợ luôn anh vì nghe lời thích mỹ chân mà giải nghệ để bán kính rồi khốn đốn vì bị phá sản vất vả là thế nhưng anh chẳng hề oán trách thích mỹ chân còn tự hào vì đội vợ lên đầu nữa cơ